Hello Hiếu. Hi, hi. Hôm nay Hiếu cách mọi gì Hiếu? À, hôm nay em cách như mọi khi ha. Cách cao lên. À ok, hôm nay Hiếu muốn phải cao lên một ngày đúng không? Vâng, đúng rồi. Hello mọi người. Hiện tại Hiếu đang ở Barbershop Vũ Trí 306/8 Nguyễn Thị Minh Khai. Thì đây là địa điểm lý tưởng của Hiếu mỗi lần Hiếu muốn cắt tóc. Là nếu mọi người muốn có ý định muốn đến đây để thay đổi style hoặc có một kiểu đầu mới thì hãy ghé qua Barbershop Vũ Trí nha. 306/8 Nguyễn Thị Minh Khai. Peace. Ok, đây là Hiếu đã có tóc mới để đi chơi rồi. Bây giờ Hiếu sẽ nói tạm biệt mọi người nha. Và hy vọng là sẽ được gặp lại mọi người tại Barbershop Vũ Trí. Peace.